sát kháng sinh của Việt Nam năm 2020 đã cho chúng ta thấy rằng là trên 50% nó đã kháng với ivermectin, kháng với meropenem rồi. Do đó cái tình hình của nó là đáng sợ. Trong một cái báo cáo gần đây của bác sĩ Phạm Hồng Dung, bác sĩ về trưởng khoa vi sinh của Bệnh viện Bạch Mai, cũng đã cho thấy rằng là cái con Pseudomonas anglosa nó kháng với carbapenem, ivermectin, meropenem cũng đã trên 50%. Tuy nhiên thì nó vẫn còn khá nhạy với một số những cái beta lactam mới, và chúng ta thấy rằng là có một cái dữ liệu mới mà tôi cũng muốn trình bày ở đây trong cái nghiên cứu của bác sĩ Phạm Hồng Dung, là bởi vì cái sự nhạy cảm của Ceftolozantazobactam đối với Pseudomonas anglosa tại Bệnh viện Bạch Mai là 63%, trong khi đó thì đối với Ceftazidime avibactam nó cao hơn 68%. Đây là một cái số liệu tương đối gọi là mới và thực tế ở Việt Nam của mình, và chúng ta sẽ cần phải lưu ý tới cái chuyện này. Trong cái nghiên cứu SMART ở các nước dùng châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam của mình, được tiến hành vào những năm 2017-2018, thì cho thấy ở tại các cái ICU thì cái tỷ lệ mà nhiễm Enterobacterium kháng thuốc và Pseudomonas aeruginosa ở các cái ICU và tình hình thì ở Việt Nam của mình là cao nhất, nó chiếm tỷ lệ đến 40% các trường hợp là nhiễm các Enterobacterium, và Pseudomonas aeruginosa chiếm đến 40% ở các ICU. Và cũng trong cái nghiên cứu SMART những năm 2016-2018 cho thấy Việt Nam là cái vùng dịch tễ mà Pseudomonas aeruginosa kháng meropenem thuộc hàng cao nhất trong cái nghiên cứu SMART của các nước châu Á Thái Bình Dương, với trên 60% là nó đã kháng với meropenem rồi. Các anh chị thấy rất là kinh khủng, bởi vậy nó đưa ra những cái thách thức trong vấn đề điều trị của chúng ta rất là lớn trong cái điều kiện của Việt Nam của mình. Ngoài ra cũng trong cái nghiên cứu SMART này thì cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ mà Pseudomonas aeruginosa đa kháng ở Việt Nam cũng thuộc hàng cao nhất ở vùng châu Á Thái Bình Dương, trên 60%. Trên 60% là nó là cái vi khuẩn đa kháng. Xét về cái gánh nặng của cái nhiễm khuẩn do Pseudomonas aeruginosa thì chúng ta thấy rằng là theo CDC và Tổ chức Y tế Thế giới thì những cái vi khuẩn mà có cái nguy cơ cao đó là các Enterobacteriaceae tiết ra beta-lactam phổ rộng, và sau đó là chính là Pseudomonas con trực khuẩn mũ xanh, Pseudomonas aeruginosa, nó chiếm một cái tỷ lệ khoảng 23% các cái nhiễm khuẩn ở bệnh viện, các cái viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy. Các anh chị thấy một cái tỷ lệ rất là cao, và từ đó thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra cái việc là ưu tiên cấp thiết cái việc là chúng ta cần phải xử lý và quản lý được cái con Pseudomonas aeruginosa mà nó đề kháng với các carbapenem, và sau đó là các Enterobacterium mà tiết ra beta lactam phổ rộng. Mặc dù chúng ta biết rằng là đối với các Enterobacterium đó, hiện nay cái tỷ lệ Enterobacterium mà tiết ra carbapenem cũng không hề thấp, nhưng mà phổ biến của nó vẫn là tiết ra beta lactam.